Shop Evelyn Beauty tại Sydney cần tuyển nhiều thợ nail ở các vị trí sau. Medicure and Pedicure, thợ tay chân nước. Shellac, Acrylic, SNS, thợ bột và gel. Eyelash Extensions, thợ nối mi, làm full time hoặc part time. Có kinh nghiệm trong việc làm tay chân nước, làm bột hoặc nối mi là một lợi thế. Nếu có thể vẽ và làm design càng tốt, lương cao xứng đáng với năng lực làm việc. Môi trường làm việc vui vẻ, thân thiện và thoải mái chế độ đãi ngộ tốt, shop luôn tạo điều kiện để nhân viên phát triển tay nghề, đồng thời thúc đẩy công việc và đời sống lành mạnh. Vui lòng liên hệ Hana theo số điện thoại Cộng 61 416 635 009 để biết thêm thông tin. Hoặc quý vị cũng có thể gửi CV xin việc về địa chỉ email hana.trang.com. Chân thành cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Chúng tôi hy vọng những thông tin tuyển dụng vừa rồi sẽ giúp quý vị tìm được cho mình một công việc ưng ý. Quý vị đừng quên like, share, subscribe và nhấn biểu tượng chuông kênh youtube Time Media shop Network. Còn rất nhiều thông tin việc làm hấp dẫn đang chờ đợi quý vị ở các kỳ phát sóng tiếp theo. Và nếu như quý vị khán giả đang tìm kiếm nhân sự, hãy liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại cộng 61 488 884 440 hoặc cộng 61 29721 1521. Ngoài ra, quý vị cũng có thể gửi thư về địa chỉ email info@tangmedia.tv. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị khán giả trong chương trình lần sau.